Chào mừng cô chú bác, anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện một lần nữa. Và đây là video clip khá là đặc biệt. Hưng nghĩ là cô chú bác, anh chị em sẽ rất là thích đây. Nhân tiện, Hưng xin giới thiệu Hưng đến từ group Facebook Người Dùng Xe Điện Việt Nam. Và đây là video clip so sánh giữa hai gọi là hoa hậu của làng xe máy và làng xe điện. Đó chính là chiếc VinFast Felix và Honda Vision. Đây là một cuộc chiến có tâm sức hay không? Hãy tiếp tục theo dõi video nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Hưng Xe Điện. Bắt đầu một video clip so sánh thì mọi sự so sánh đều là cập khiễng. Đây là cái quan điểm cá nhân của Hưng về hai cái dòng xe này. Có thể quan điểm của các bạn sẽ không giống Hưng. Thì đây là một cái video clip để các bạn có thể cảm nhận và tự trả lời cho mình những cái câu hỏi liệu chiếc VinFast Felix có so sánh được với chiếc VinFast bán nhập, chiếc Honda Vision. Tôi nghĩ VinFast luôn các bạn ơi. Ok, và nói về cái phần kiểu dáng thì cái chiếc VinFast Felix với chiếc Honda Vision có kiểu dáng thiết kế là tương đương nhau. Một cái điểm cộng cho các bạn VinFast Felix nha các bạn nha. Bởi vì chiếc xe này có kiểu dáng cao ráo hơn, cái tư thế ngồi sang trọng hơn. Mình sẽ ngồi thử hai chiếc xe này cho các bạn xem. Đây, xong cái đi. Đây là Honda Vision. Đúng thôi các bạn ạ, bởi vì Vision là một cái chiếc xe có thiết kế thiên hướng về dành cho các bạn nữ, thế nên là thiết kế trọng tâm thấp và yên thấp để cho các bạn nữ chiều cao khiêm tốn có thể ngồi được. Còn riêng với cái VinFast Felix thì hôm trước Hưng nói những cái bạn nữ 1m55 có thể ngồi được là hơi sai đó các bạn ạ. 1m55 như vợ mình là có vẻ là hơi nhón các bạn ạ. Phải mang chiếc guốc dày chút xíu thì ngồi được thoải mái các bạn ha. Nhưng bù lại cái dáng này VinFast Felix sẽ giúp cho những người đàn ông chúng ta ngồi lên xe rất là sang trọng, sang trọng hơn hẳn so với Honda Vision. Và đó là về phần kiểu dáng. Còn về những cái option trên xe thì như thế nào, ok, mình sẽ điểm qua cho các bạn xem. Đây, đèn full LED các bạn ạ, đèn full LED bi cầu bên trên VinFast Felix. Còn đây trên cái chiếc Vision này mình chỉ mượn thôi nha các bạn, không có chìa khóa nha. Là đèn halogen ha, đèn bóng dây tóc. Không có LED gì ha, trước sau luôn các bạn ơi. Và ra phía sau đi. Xe này thì trên đường các bạn thấy tan nát rồi các bạn ơi. Đầy đường luôn. Thế nên là không có gì quá là lạnh để Hưng nói. Đây còn chiếc Felix là đèn full LED. Full từ A tới Á luôn các bạn ơi. Full ATA luôn ha. Đèn rất là đẹp, kiểu dáng LED rất là đẹp. Và cái thiết kế cũng khá là đẹp. Về cái phần đèn là Felix ăn cắt rồi, bỏ số vàng luôn. Tiếp theo đó là về cái phần bánh sau. Thì thôi rồi các bạn ơi, một trời một vực luôn. Bên đây cái bánh nè. Bánh nhỏ ha, bánh này bao nhiêu inch nhỉ? Để mình xem. 90, 14 inch. Cái vành trong là 14 inch nhưng mà bánh chỉ có cỡ 90 thôi, còn bánh lên đây là đã luôn các bạn ơi, chà bá luôn. Nhiêu nhỉ? 120, 70, 14 inch. Có nghĩa là cái cỡ lớp rất là to bản, nó khiến cho cái chiếc VinFast Felix này gọi là vượt trội hoàn toàn về cái phần bánh sau so với cái chiếc Honda Vision luôn các bạn ơi. Điểm cộng tiếp theo cho VinFast Felix nha các bạn nhé. Thì nhân tiện mình đang ngồi phía sau này, các bạn hãy quan sát từ góc này nè, nhìn qua đây xem hai chiếc xe gì có gì khác biệt mà. Bên đây có cái phần động cơ này rất là nhiều ha, rất là nhiều cơ cấu chi tiết máy động cơ và phần bô. Còn chiếc Felix rất là gọn gàng. Điểm lên chiếc Felix là hai cái cột rất là to bản ha. Thì đây là cái điều khác biệt lớn nhất trên những cái dòng xe chạy xăng và chạy điện. Xe chạy điện rất đơn giản, rất ít kết cấu và cái chi phí vận hành, bảo hành, sửa chữa rất ít luôn các bạn ơi. Đối với xe chạy xăng thì rất là nhiều chi tiết cho chiếc xe cần bạn phải bảo hành, bảo dưỡng. Và tất nhiên là đây là cái ống bô nóng để xả khói ra rồi. Đó là những cái chi tiết mà các bạn có thể nhìn thấy dễ dàng phân biệt khi đi ra ngoài đường. Còn chiếc xe điện thì đơn giản, gọn gàng và tinh tế. Còn chiếc xe xăng thì có vẻ như thầm hố hơn các bạn ạ. Nhiều trang bị hơn, thế nên là cái phần nhu cầu bảo dưỡng của nó, cái chi phí bảo dưỡng vận hành của nó chắc chắn sẽ là cao hơn rồi, đúng không?
không đúng thì hãy comment bên dưới xem có nói gì sai không nha các bạn nha. Ok. Tiếp theo là về cái phần tay dắt trên xe. Đây, tay dắt các bạn có thể tự so sánh ha. Đó, mỹ quan. Hai xe đều đẹp. Tay dắt bên đây trang bị đỏ. Sơn cái màu mạ chrome tĩnh điện hay là gì nè, đỏ rất là đẹp. Bên đây thì màu bạc ha. Nói chung là mình yêu xe điện rồi, thế nên là nhìn thấy bên này đẹp hơn. Đó, còn các bạn thấy bên nào đẹp hơn? Đó, tiếp theo là cái phần gác chân. Gác chân sau này rất là bự nè, to bản nè. Còn gác chân bên đây. Đó. Nãy giờ mình cộng điểm hơi nhiều cho VinFast Elite rồi nha. Bây giờ tới đây cũng phải cộng thôi các bạn ơi nè, nhìn cái gác chân của người ta nè. Trời bá luôn, thoải mái luôn các bạn. Còn gác chân bên đây thì cũng tạm được ha. Thế nên mình sẽ cộng điểm cho bên đây ha. Xin lỗi bên đây nhiều nha. Ok. Và đó là những cái phần so sánh. Tiếp theo là về cái phần cái bảng đồng hồ trên xe. Thì chiếc xe này tụi mình độ lại chỉ để chạy được thôi các bạn. Thế nên là cái màn hình LED LCD nó đang thể hiện cái lỗi, tụi mình chưa khắc phục cái lỗi này. Nhưng mình sẽ nói cho các bạn biết đây là cái màn hình LED hiển thị full ha. Còn phải màn hình gì ta? TFT hả anh? Màn hình TFT. Đó, màn hình thể hiện thông số rất là đã ha. Đây, còn bên đây là màn hình cơ. Rồi, xe này thì quốc dân này, đúng không? Ai cũng xuống tiền mua hết, thế nên là cũng không có gì để nói. Và cái điểm đặc biệt nhất trên chiếc xe Honda Vision có thể hơn cái chiếc VinFast Felix đó chính là cái Smart Key các bạn ạ. Đây, Smart Key có chức năng là mở khóa không cần chìa nè, đó, mở yên không cần chìa, rất là đã ha. Và xin bật mí cho các bạn biết là ProLab làm được cho các bạn cái chức năng này với giá rất là, phải nói là rất là bèo bọt luôn các bạn ơi, giá rất là hợp lý luôn. Các bạn có thể inbox hơn liên hệ ProLab nâng cấp xe điện để biết được cái giá nâng cấp cái Smart Key giống như trên chiếc Honda Vision này ha. Ok, và đó là về phần ngoại thất và cái cảm quan ban đầu khi mà mình so sánh hai cái dòng xe này. Về cái tốc độ thì cái chiếc xe này có thể đạt tôi nghĩ chắc 80-100 là bình thường, đúng không ạ? Kéo ga lên là bình thường. Nhưng mà tốc độ xe này rất là hạn chế, xe điện thì chỉ được 60-65 km/h thôi. Đó là cái việc mà VinFast Felix sẽ không bằng so với Honda Vision được. Thêm một cái nữa là cái VinFast Felix sẽ không bao giờ bằng với Honda Vision được, đó chính là giá đó các bạn ạ. Giá Honda Vision lúc nào cũng cao hơn VinFast Felix. Cao hơn bao nhiêu thì các bạn có thể so sánh trên thị trường. Hôm trước bạn mình có nói với mình là muốn một chiếc VinFast Vision mới có thể ra biển luôn là giá 4 triệu các bạn. X hình như là mầm non thôi, nhưng mà X mà phụ huynh là chắc tiêu luôn. Còn xe này hiện tại nếu là các bạn ra giấy ra biển luôn thì chắc cỡ tầm 25-26 triệu thôi các bạn ạ. VinFast đang khuyến mãi rất là tốt. Đó là về giá cả, ngoại thất, trang bị, vận hành và vấn đề bảo vệ môi trường. Trong tương lai các bạn chọn xe điện hay xe xăng làm phương tiện cá nhân cho mình thì đó là quyền lựa chọn cá nhân ha. Trên quan điểm của Hưng vẫn rất mong muốn các bạn là hãy chọn xe điện, bởi vì xe điện là tương lai của chúng ta. Khi các bạn chọn xe điện là các bạn góp phần tiếp thêm sức mạnh cho một cái hãng xe Việt Nam, đó chính là VinFast. Có thể họ có thêm nguồn động lực, có thêm sự ủng hộ từ trong nước, từ trong chính đất nước của mình, từ trong chính những người dân của mình, để họ có thêm kinh phí nghiên cứu đầu tư những mẫu xe chất lượng giá rẻ hơn cho các bạn trong tương lai. Và nói dông nói dài thì không bằng cái phần mà mình phân tích về cái độ tiết kiệm khi mà bạn vận hành một chiếc xe điện. Chắc chắn lúc nào cũng tiết kiệm hơn so với một chiếc xe xăng các bạn ạ. Thì trong tương lai xe điện sẽ còn nghiên cứu và nâng cấp để cho quãng đường đi xa hơn nè, sạc nhanh hơn, tốc độ cao hơn, chạy êm ái hơn. Và tất nhiên nó là một phương tiện trong tương lai mà các bạn nó có thể vận hành, ví dụ như chiếc xe xăng bạn có thể đi với 1 đồng thì chiếc xe điện các bạn có thể tiết kiệm chi phí gấp 5 lần chỉ 0,2 đồng các bạn ạ. Đó là thực tế mà những anh em đã sử dụng xe điện đã comment feedback lại cho những người dùng xe điện khác biết được. Và những người một cái điểm lưu ý là khi mà chúng ta đã sử dụng xe điện rồi thì không thể nào quay lại xe xăng được. Đây là một cái gọi là tín hiệu rất là tích cực cho cái ngành xe điện Việt Nam trong tương lai các bạn ơi, bởi vì nó là tương lai mà. Khi các bạn sử dụng nó thì các bạn cảm thấy rất là sướng và không thể nào mà quay lại một cái sản phẩm
cái công nghệ cũ được nữa các bạn ạ. Đây hoàn toàn là một sản phẩm công nghệ mà các bạn đáng để xuống tiền đầu tư để trải nghiệm, xem cái gì mình nói liệu chính xác hay không. Các bạn có thể ghé qua những cái showroom của VinFast để trải nghiệm những cái dòng VinFast Felix và VinFast Theo nhé. Đây là một cái video clip ngắn thôi, dùng để so sánh và nhân dịp có sẵn một chiếc xe đang dựng như đây, bên chưa mở chìa khóa luôn. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy nhấn like và chia sẻ nó với bạn bè của mình. Những quan điểm nào của Hưng nêu ra các bạn chưa đồng ý thì hãy comment bên dưới video một cách lịch sự văn minh. Fan anh em của chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận thêm về cuộc chiến không cân sức giữa cái xe điện, xe xăng. Liệu tương lai của những cái phương tiện có phải là xe điện hay không? Các bạn hãy comment bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì Hưng xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cùng các bạn anh chị em nhé.